Tháng bảy cô hồn, được trời Phật thương tình, cát tinh cao chiếu mà tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu sang. Minh được tử vi hoan hỉ chào đón quý anh chị tuổi Ất Sửu đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023, bất ngờ thần đồng tiên tri Ấn Độ đã tiết lộ rằng người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 là một trong những con giáp được thần Phật thương tình, cát tinh cao chiếu, vận số cực may, cực đỏ, mưu cầu như ý, sự cầu như nguyện, muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, tài sản không ngừng tăng lên như vũ bão, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu sang, tiền vàng ngập két. Vậy vận trình của quý anh chị tuổi Ất Sửu trong tháng 7 âm lịch diễn ra như thế nào? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý anh chị hãy cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Trời thương Phật độ, cát tinh cao chiếu, tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, tháng 7 âm lịch năm 2023, ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu sang, nếu biết bí mật này. Sửu tức con trâu, đứng hàng thứ 2 trong 12 con giáp phương Đông. Sửu đại diện cho sức mạnh về thể chất và tinh thần. Tính cách người tuổi Ất Sửu có nhiều ưu điểm như sống độc lập, trưởng thành sớm, mạnh mẽ và kiên định. Họ thường có nhiều ước mơ, hoài bão và ý chí lớn, không ngại khó khăn và nguy hiểm. Một trong những điểm yếu trong tính cách của người tuổi Ất Sửu là tính bướng bỉnh. Họ khó có thể thay đổi suy nghĩ để chấp nhận lời khuyên của người khác. Họ thường làm mọi việc dựa trên tốc độ chậm của họ. Việc thiếu hiệu quả sẽ dẫn đến một kết quả trung bình. Họ có vẻ thất thường, thực sự khó tính và cáu kỉnh. Do độ cứng đặc trưng của chúng không thể phản ứng một cách chính xác theo những thay đổi bên ngoài, còn ở thế bị động, họ có xu hướng lỏng lẻo và vụng về. Đối với công việc, người tuổi Ất Sửu rất cần cù chăm chỉ, họ thường nhẫn nại, có khả năng chịu đựng cao và nhờ đó có thể vượt qua được nhiều thử thách. Tuổi Ất Sửu thường nói đi đôi với làm, một khi xác định mục tiêu là kiên trì theo đuổi, người tuổi Ất Sửu điềm tĩnh nhưng kiên cường, chăm chỉ chu đáo và tận tụy. Vì thế, khi làm việc họ luôn có phương pháp tốt và quyết đoán khi thực hiện. Đặc biệt, họ còn biết nhìn xa trông rộng, không dễ dàng bị cám dỗ bởi cái lợi trước mắt, giống như con trâu phải cần cù chăm chỉ, vất vả ngược xuôi thì mới đạt kết quả. Rất ít người tuổi Ất Sửu sinh ra đã ngậm thìa vàng, ăn bát ngọ. Tuy nhiên, trái với yêu cầu phải vất vả ngược xuôi thì họ lại có hình tượng của sự khoan thai, bình tĩnh. Tuổi Ất Sửu có tính cách khẳng khái, thích du ngoạn, thích nghi tốt với hoàn cảnh, kiến thức có được do trải nghiệm nên có thể làm nhiều nghề, học một kiểu lại thành công kiểu khác. Sự nghiệp của tuổi Ất Sửu phát triển ổn định và thuận lợi với sự bền bỉ và ý chí. Họ có thể giữ vững tinh thần phấn đấu trong hoàn cảnh khó khăn, giúp họ gặt hái được nhiều thành công bằng cách duy trì lâu dài. Trong cùng một ngành nghề, họ có khả năng được thăng chức và nhận được mức lương cao vì năng lực của họ sẽ được đồng nghiệp và sếp công nhận. Nếu khởi nghiệp, tài năng của họ sẽ được phát huy hết tác dụng. Nhìn chung, họ có thể hoàn thành một điều gì đó bằng sự chăm chỉ của mình. Tuy nhiên, họ cần đề phòng sự ghen tị của người khác và học cách linh hoạt hơn để đối phó với những bất lợi này. Trong tính cách tuổi Ất Sửu, họ nhạy cảm, giàu cảm xúc, dịu dàng và nhân hậu đầy bản năng. Họ làm kém công việc liên quan đến logic và khoa học và họ cảm thấy khó khăn khi làm việc trong môi trường ồn ào hoặc một nơi nào đó có các quy tắc nghiêm ngặt. Họ bẩm sinh đã có khiếu nghệ thuật nên những công việc liên quan đến nghệ thuật, văn học, thiết kế đều rất tốt cho họ. Công việc phù hợp như bác sĩ, luật sư, nhà văn, giáo viên, xã hội chủ nghĩa, doanh nhân hoặc trợ lý văn phòng. Trong cuộc đời của người tuổi Ất Sửu, tình trạng kinh tế của họ khá tốt và phần lớn thu nhập là do làm việc chăm chỉ. Họ có thể trở thành tài phiệt hay kiếm tiền trong thời gian ngắn. Họ có thể có một số khoản tiết kiệm giúp họ có một cuộc sống sung túc. Trên thực tế, họ có nhận thức yếu trong vấn đề tiền bạc và có xu hướng hình thành thói quen chi tiêu quá đà, chi tiêu nhiều hơn thu nhập và họ đôi khi bị thiếu hụt tài chính. Đối với tình cảm, người tuổi Ất Sửu rất trọng về tình cảm gia đình. Họ thường có cảm giác cô độc và thiếu tri kỷ, tâm giao nên luôn khao khát phải ổn định trong vấn đề chuyện tình cảm. Đa số người tuổi Ất Sửu có tính cách hướng nội, bề ngoài biểu hiện sự bình hòa, nhưng bên trong lại là thế giới cảm xúc phong phú. Họ hay giấu sự nhiệt thành,
chân tâm xuống đáy lòng, ít khi bộc lộ ra những suy nghĩ thật. Nhược điểm trong tính cách của người tuổi Ất Sửu chính là sự cứng nhắc và đôi khi trọng tình cảm thái quá. Tính cách cứng nhắc, bảo thủ, ít bộc lộ suy nghĩ bản thân khiến tuổi Ất Sửu rất hay bị hiểu nhầm trong các mối quan hệ. Ví dụ, đồng nghiệp có thể nhầm tưởng họ khó gần, rồi sinh ra thị phi, bạn đời có thể nhầm tưởng họ vô tâm, sinh ra sự xa cách. Do trọng tình cảm nên tuổi Ất Sửu rất hay phạm phải sai lầm khi lựa chọn người bạn đời tâm giao, họ cả nể bỏ lỡ cơ hội tốt cũng như bỏ lỡ những người thật sự đáng để nên duyên lâu dài. Lá lách của họ hoạt động không tốt, giúp tiêu hóa thức ăn và khơi dậy cảm giác thèm ăn. Nếu họ có thể ăn kiêng hoặc kiểm soát được ham muốn ăn uống quá mức của mình, họ sẽ sống lâu và duy trì một tình trạng năng động. Tuy nhiên, sẽ có một số vấn đề về dạ dày. Nếu ăn nhiều dầu mỡ, đồ chua, ngọt, có thể tiết nhiều nước bọt, làm phát sinh các bệnh khác, họ nên giữ chế độ ăn nhạt và ăn nhiều rau, trái cây. Đầu tiên là đánh giá tổng quan vận trình tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, đúng tháng 7 âm lịch năm 2023. Tháng 7 âm lịch năm 2023, tháng Canh Thân, năm Quý Mão, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 2023, kết thúc vào ngày 14 tháng 9 năm 2023 dương lịch. Thiên can canh kim, địa chi thân kim, đặc trưng, thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Tử vi tháng 7 năm 2023, tuổi Ất Sửu âm lịch chỉ ra rằng, nguyệt lệnh dưỡng mang lại cho con giáp tuổi Ất Sửu một tháng mới với hy vọng tràn đầy. Sự chăm chỉ cần mẫn của bản mệnh được phát huy tối đa khi bạn có động lực và niềm tin vào những gì bản thân đang theo đuổi. Trong khi người khác lo sợ đây là tháng cô hồn, không nên làm gì thì cũng lại là cơ hội cho bạn đấy nhé. Thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới thì nay đã có thể bắt tay vào hành động. Cứ vững tin bắt đầu bằng những bước nhỏ, nhưng chắc chắn, theo thời gian thì hứa hẹn bạn sẽ có kết quả xứng đáng với nỗ lực mà mình đã bỏ ra. Đặc điểm của bản mệnh là ngoan cường, chịu được khó khăn vất vả, nên dù mệt mỏi căng thẳng, nhưng bạn vẫn lạc quan, vui vẻ, quan trọng là bạn có đủ tầm nhìn xa trông rộng để biết nỗ lực ở hiện tại là cần thiết cho tương lai. Tháng này, bạn còn thể hiện được khả năng giao tiếp thuyết phục, nhờ thế mà có được những hợp đồng quan trọng hoặc trong các cuộc thương lượng, con giáp tuổi Sửu có được lợi thế hơn đối phương. Ngũ hành tương sinh là dấu hiệu tốt để cải thiện các mối quan hệ xung quanh mình. Lúc này mâu thuẫn với các thành viên trong nhà cũng đã được giải tỏa, rút ngắn khoảng cách trong tương tác. Chi tiết cụ thể từng phương diện chính như sau. Về mặt sự nghiệp, tử vi tháng 7 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, điều mà con giáp tuổi Ất Sửu để lại ấn tượng với mọi người đó là sự tử tế của mình. Nhờ thế mà việc làm ăn của bản mệnh tháng này cũng thuận lợi hơn, nhất là những ai đang làm chủ doanh nghiệp sẽ gặt hái được không ít thành công. Những người tuổi Ất Sửu đang khởi nghiệp sẽ khá vất vả trong thời gian này, nhưng bù lại bạn có nhiều niềm vui, có những trải nghiệm mới mà bạn chưa từng nghĩ tới. Với những ai đang làm việc nơi công sở, tháng này căng thẳng hơn vì có nhiều hạng mục cần phải hoàn thành trong thời gian ngắn. Lúc này, bạn chỉ cần chia nhỏ những nhiệm vụ của mình ra và tập trung xử lý một cách hiệu quả. Người tuổi Ất Sửu chỉ chăm chỉ làm ăn, không quá nghĩ ngợi lung tung nên chẳng mấy khi nghi ngờ ai cả. Tuy nhiên, có những kẻ đang lợi dụng sự thật thà của bạn đấy, cho nên lúc này bạn cũng nên tỉnh táo hơn nhé. Kiếp tài xuất hiện trong tháng 7 âm lịch này, bạn phải hết sức cẩn trọng, không được xem nhẹ những lời mọi người xì xào. Vì đó có thể là một thông tin đáng tin cậy và cần bạn tự mình đi xác minh, bạn cũng được nhắc nhở giữ thái độ tỉnh táo. Thực tế hơn khi đối diện với những thay đổi của môi trường sống, nếu có khó khăn thì cứ xin trợ giúp, vì mọi người rất nhiệt tình, hãy cho người khác cơ hội để giúp đỡ bạn. Về phương diện tài lộc, tử vi cát tinh mang tới không ít tài lộc cho con giáp tuổi Ất Sửu trong tháng mới, nhất là những ai đang kinh doanh, thì doanh thu tăng vượt trội trong thời gian ngắn khi bạn biết tập trung lợi thế của doanh nghiệp mình. Nhiều người tuổi này thực hiện được những quyết định liên quan đến tiền bạc rất táo bạo, thậm chí có người có tin vui liên quan đến bất động sản sau khi tích góp được tiền, cộng thêm với việc vay mượn một ít từ những người thân. Tuy nhiên, với những ai đang nỗ lực mà chưa có được kết quả như ý thì đừng vội buồn, bạn không nên quá xem trọng yếu tố vật chất gây áp lực cho bản thân một cách thái quá. Bạn nên nhớ rằng, vì hiếm khi có lộc từ trên trời rơi xuống, nên bạn đang phải tự lực cánh sinh, thế nên thành quả đến muộn cũng là chuyện dễ hiểu. Lúc này đòi hỏi bạn phải thực sự kiên nhẫn hơn nhé. Hiện tại bạn đang tận hưởng hành trình của mình, đến đích có muộn một chút thì cũng đừng vì thế mà nản lòng. Về phương diện tình cảm,
ngũ hành tương sinh tương trợ cho chuyện tình cảm đôi lứa, hứa hẹn bạn sẽ có được những nấc thang mới. Xét về sức hấp dẫn của 12 con giáp thì bản mệnh không phải là người quá thu hút, nhưng bù lại bạn có đức tính đáng tin cậy, biết lắng nghe. Nhờ biết lắng nghe và cùng đồng hành trong thời gian dài, nhờ thế mà bạn và một nửa của mình có thể gia tăng kết nối, thấu hiểu nhau nhiều hơn bao giờ hết. Người đã có gia đình có thể có tin vui về con cái trong tháng này. Những ai đang độc thân cũng tìm được niềm vui cho mình, bạn trở nên năng động, tràn đầy sức sống và không ngờ rằng mình đang vô tình thu hút nhiều người khác giới quan tâm, dù sao cũng đang trong thời gian tìm hiểu, bạn đừng nên vồ vập quá nhé. Người độc thân, nếu có nhiều thời gian hơn thì đừng quên sắp xếp lại cuộc sống của mình, ưu tiên gặp gỡ gia đình, người thân trong tháng này và gắn kết với họ nhiều hơn. Về mặt sức khỏe, tử vi tháng 7 năm 2023, tuổi Ất Sửu âm lịch nhắc nhở rằng công việc càng thuận lợi thì bản mệnh càng dễ bị cuốn vào đến nỗi quên đi việc chăm sóc bản thân. Tháng này, lời khuyên là nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn con giáp tuổi Ất Sửu nhé. Thời điểm này khí ở gan cũng suy yếu, cần chú ý bổ gan dưỡng thận, hãy cố gắng đi ngủ sớm, ngủ càng muộn thì gan làm việc càng vất vả mà cũng không hiệu quả. Tháng này xuất hiện tiết đại thử, dễ có mưa bão, sấm chớp nên sắp xếp lại mọi việc cho phù hợp. Hạn chế đi ra ngoài vào thời điểm mưa gió sẽ dễ bị ốm đau, nhất là thời tiết càng nóng bức, cơ thể càng mệt mỏi. Lục Bạch ngụ tại Trung Cung nhắc nhở mệnh chủ, nếu phải đi xa trong tháng 7 thì luôn đề cao cảnh giác thận trọng để đảm bảo an toàn cho bản thân, thì nên chuẩn bị tốt nhất những gì có thể. Nếu bản mệnh là người cầm lái thì nhất định không nên phóng nhanh vượt ẩu đâu nhé. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, đúng tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Theo dõi tử vi khoa học, người tuổi Ất Sửu trong tuần này công việc cực kỳ tiến triển, con đường công danh sự nghiệp khá thuận lợi. Bản mệnh có tử vi cát tinh ở bên, quý nhân không ngừng thúc đẩy, tạo điều kiện cho con giáp này thể hiện năng lực vượt trội của mình. Ấn quan kết hợp sẽ tạo ra sức mạnh lớn lao hơn rất nhiều. Con giáp này có ý chí, có quyết tâm nên hoàn toàn có thể chinh phục những đỉnh cao phía trước. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải đề phòng những kẻ muốn lợi dụng đạp lên mình để tiến thân. Về vận trình tài lộc của tuổi Ất Sửu trong tuần này thì không được lý tưởng cho lắm, tài lộc kiếm được không phải ít, nhưng con giáp này chẳng giữ được tiền trong tay, kiếp tài cho thấy bản mệnh dễ mềm lòng, nghe lời kẻ xấu mà tiền bạc một đi không trở lại. Quý nhân, thân, hợi, tiểu nhân, mùi, tỵ, màu sắc may mắn, tím, nâu, con số phát tài, 36, 78, 11. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Tuổi Ất Sửu trong tuần này có lẽ sẽ có nhiều chuyện phải lo lắng đó, tình cảm gia đình không được như trước, các thành viên dần có những mối quan tâm riêng của mình và gia đình không còn là số một nữa. Công việc của con giáp này đang tiến triển khá tốt, tuy nhiên vẫn có nhiều khó khăn, trở ngại cản bước tuổi dần đi đến thành công. Thiên quan báo hiệu về những cạm bẫy mà con giáp này có thể sẽ gặp phải do bị tiểu nhân cho vào tầm ngắm. Về tiền bạc thì tuần này bản mệnh kiếm được khá nhiều, túi tiền rủng rỉnh khiến ai nấy đều phải trầm trồ ngưỡng mộ. Từ giữa tuần trở đi, tuổi Ất Sửu chẳng còn có thời gian cho bản thân bởi chỉ đủ thời gian để kiếm tiền mà thôi. Thực thần cho thấy, việc làm ăn buôn bán của con giáp này cực tốt, đại hao hung tinh chiếu mệnh. Nhưng có vẻ tuần này chưa phải lúc mà hung tinh này tác động mạnh lên vận trình của tuổi Ất Sửu, bằng chứng là con giáp này vẫn bảo toàn được số tiền mình có trong tay. Nhưng cũng đừng chủ quan, mà hãy lên kế hoạch tài chính rõ ràng chi tiết đi nhé. Quý nhân, ngọ, thìn, tiểu nhân, mão, tuất, màu sắc may mắn, vàng, hồng, con số phát tài, 25, 34, 50. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Người tuổi Ất Sửu trong tuần mới này có thể sẽ đứng trước khá nhiều cơ hội tình duyên do Bách Việt mang tới. Nhưng thực sự trong lòng bạn vẫn chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới, nên khó lòng có thể phát triển mối quan hệ. Tài lộc tăng tiến khá nhanh vào thời điểm đầu tuần, nhờ thiên tài mang tới cho con giáp này nhiều tài lộc hơn, bản mệnh khéo léo sắp xếp thời gian trong ngày, tự tạo động lực kiếm tiền cho mình. Song từ giữa tuần trở đi, tài vận bắt đầu sa sút, con giáp này cần phải thận trọng hơn. Công việc của tuổi Ất Sửu đang bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự tự tin đến tự cao của bản mệnh. Tiếp nối tử vi tuần trước, tỷ thiên nhập cục cho thấy bản mệnh có chính kiến của riêng mình, nhưng thực sự đang có phần cố chấp khi không chịu lắng nghe lời khuyên của mọi người. Thời gian cuối tuần vì tuổi Ất Sửu dành khá nhiều cho công việc, mặc dù chính ấn khẳng định rằng
Cấp trên đánh giá cao sự nỗ lực và quyết tâm của bạn, nhưng rõ ràng nó ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống riêng tư của con giáp này. Quý nhân, Hợi, Tý, tiểu nhân, Tỵ, Ngọ. Màu sắc may mắn, xanh lá, tím. Con số phát tài, 23, 96, 07. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tuần từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch, người tuổi Ất Sửu hung cát đan sen, vận trình có phần thăng trầm bất định. Riêng về chuyện tình cảm của con giáp này thì sẽ không phải lo lắng gì nhiều đâu, bởi bạn vẫn được người ấy hiểu và thông cảm cho những khó khăn mình gặp phải. Công việc và tiền bạc đều khá thuận lợi vào thời điểm đầu tuần, vì thế con giáp này nên lưu ý để nắm bắt cơ hội trước khi cảm thấy nuối tiếc vì đã bỏ qua. Chính quan hợp sức giúp cho con giáp này phát triển được năng lực của mình. Thiên đức cát tinh ở bên là dấu hiệu cho thấy con giáp này có quý nhân trợ mệnh nên có thể sẽ nhanh chóng thoát khỏi tình trạng tinh thần bất ổn do thương quan gây ra. Tuy nhiên, nếu cảm thấy mệt mỏi quá mức thì hãy xin nghỉ ngơi, xả hơi vài ngày cho ổn định hơn bạn nhé. Về phương diện tài lộc thì sau những thu hoạch vào đầu tuần, tuổi Ất Sửu có thể sẽ đưa ra những quyết định sai lầm vào thời điểm cuối tuần. Kiếp tài cho thấy bản mệnh mù quáng tin theo lời người không đáng tin mà trao số tiền không nhỏ cho người ta đâu. Quý nhân, Hợi, Dậu, tiểu nhân, Tý, Tỵ. Màu sắc may mắn, trắng, đỏ. Con số phát tài, 45, 22, 01. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong tháng 7 âm lịch. Con giáp này được thần tài lẫn quý nhân trao tài lộc, phúc khí tràn đầy, sự nghiệp thăng tiến như cá gặp nước, hoan hỉ làm gì cũng ra tiền, hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không quý vị nhé. Vận mệnh người tuổi Ất Sửu, sinh tháng 3 âm lịch. Những người sinh vào tháng 3 tuổi Ất Sửu là những người thông minh và hiểu biết, ngay cả khi họ không làm việc chăm chỉ, họ có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và tự do, không lo lắng về cái ăn, cái mặc. Họ được người khác kính trọng và thường được những người giàu có mời làm khách danh dự. Mặc dù rất nhiều rủi ro và nguy hiểm tiềm ẩn trong cuộc sống của họ, nhưng họ có thể vượt qua chúng với sự giúp đỡ của người khác. Về cuối đời, họ có thể giàu có, tuy nhiên họ có thể không đạt được thành công lớn trong suốt cuộc đời. Vận mệnh người tuổi Ất Sửu, sinh tháng 8 âm lịch. Mặc dù sinh ra đã giàu có, nhưng những người tuổi Ất Sửu sinh vào tháng 8 không bằng lòng với hoàn cảnh tốt đẹp của mình và luôn nỗ lực để đạt được thành tựu cho bản thân. Cả cuộc đời của họ gặp nhiều may mắn hơn là xui xẻo và ít tai họa, khỏe mạnh và thông minh với khả năng sáng tạo mạnh mẽ. Họ có thể là người có thẩm quyền trong một số lĩnh vực, đòi hỏi kỹ năng tốt. Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của họ không phải lúc nào cũng suôn sẻ và có thể gặp một số khó khăn khiến họ nản lòng rất nhiều, nhưng chúng có thể sớm phục hồi và tiếp tục hoạt động. Về cuối đời, họ có thể được người khác vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ. Vận mệnh người tuổi Ất Sửu, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Hàn Lộ, người tuổi Sửu sinh tháng 9 có thể không được sinh ra trong một gia đình sung túc, nhưng họ học tập và làm việc chăm chỉ. Họ cũng có lòng dũng cảm, trí tuệ và nghị lực phi thường, có thể khiến họ trở thành một người to lớn, có cả trí tuệ và quyền lực. Về sự nghiệp, họ nhận được sự giúp đỡ từ người khác và ít trở ngại từ gia đình, có thể xét từng bước thành công. Vận mệnh người tuổi Ất Sửu, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch rơi vào tiết Lập Đông, người tuổi Ất Sửu sinh tháng này có thể sẽ phải trải qua một cuộc đời sớm đầy cay đắng và nghèo khó, không có tài sản thừa kế của tổ tiên và chỉ có thể dựa vào bản thân. Nhưng từ thanh niên hoặc trung niên, sự nghiệp của họ bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, cuộc sống ngày càng tốt đẹp, họ thông minh quyết đoán, tư duy nhanh nhạy, độc lập sáng tạo, giỏi kinh doanh nên có thể mang lại nhiều tiền bạc và thành công trong sự nghiệp. Vâng, quý vị thân mến! Trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.